Và đây là một chiếc bon chở đất các bạn, nó đang đi qua cảng Cát Lái nè. Và hôm nay là thứ hai và cái khu vực này rất là đông đúc nha. Nó đang xuống hàng. Quá trời cái đống đá khủng khiếp luôn. Chiếc bon chở đống đá quá dữ luôn. Hôm nay chúng ta quay lại cảng Cát Lái để xem những chiếc tàu container rất là khủng đi vào khu vực cảng Cát Lái để lên và xuống hàng nha. Hôm nay các cái xà lan đi qua khu vực này rất là đông các bạn. À, một chiếc rất là lớn đang đi vào cảng Cát Lái đây. Một anh ESL nha các bạn. Quá hình như cái núi á. Mấy chiếc chở đá nhỏ nhỏ thật ra cũng rất là lớn nha, tại vì mấy anh container cũng quá lớn đi, nhìn mấy cái này nó nhỏ lại. Quá trời khủng khiếp không, mấy xà lan 2-3 ngàn tấn ở đây rồi, nhìn chút ép à. Chiếc công này đợt trước mình hình như có nói một lần các bạn. Một chiếc winner nha. Chiếc này nó dài tới 186m các bạn. Và rộng tới 28m. Quá khủng. Chiếc này chở khoảng 2.500 tấn nha các bạn, 2.500 tấn tiêu chuẩn đó. Nhìn chiếc bon nó chạy gần gần nó nhìn nhỏ xíu, quá nguy hiểm.
Mấy anh này mà đi vừa cống hay chắc nhìn thê lắm ta. Quá dữ. Ôi ôi nhìn cái cục nữa nè. Chiếc nhỏ nhỏ chạy phía trong nhìn thấy ghê quá. Và đây là chiếc xà lan cabin trước nha, xà lan chở công nha. Nhìn như cha con quá lớn. Trên mấy chiếc công này nó có cẩu luôn các bạn, nó có cẩu công, có ba cái cẩu luôn nha. Khu vực này hôm nay quá đông rồi, mấy chiếc nhỏ nhỏ chạy xung quanh nhóc hết chưa. Chiếc này rộng tới 28 m các bạn, mang cờ Việt Nam nè. Đang chứa là 11 cái container đang
Bây giờ mấy anh lai dắt đang đưa chiếc tàu này vô nè. Thêm một anh khổng lồ nữa đang đi vào nha. Quá trời, con này nó bự rồi. Cao khủng khiếp không? Chiếc này là
Soko Lucky nha các bạn. Đây là một chiếc tàu nó tầm khoảng 24.000 tấn nha. Và nó dài 171 mét các bạn. Bề ngang nó tới 27 mét nè. À, mấy xà lan cát, xà lan đá rồi đi ngang đây nhìn chút ác. Theo thông tin thì chiếc container này nó chở tới 2.000 công tiêu chuẩn các bạn, là công nhỏ. Các bạn thấy là mấy chiếc xà lan đi gần nó thì cảm giác rất là nhỏ nha. Và thật sự thì đi gần nó là quá nhỏ so với lại một chiếc tới 24.000 tấn các bạn. Và nó có chiều dài là 171 mét. Đó, đây là một chiếc xà lan chuẩn bị đi qua cái container nữa.